Đây là quang cảnh của quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại tỉnh Lào Cai, và mọi người đang chuẩn bị xuất phát đi chặng thứ hai Lào Cai Lạng Sơn. Ngày hôm nay trời mưa khá là to và phải đi qua hai ngọn đèo. Thông tin được biết là hai ngọn đèo này khá là nguy hiểm, mà anh em mô tô thì cũng chưa có trải nghiệm được cái đoạn đèo này, cho nên là sẽ phải cẩn thận hết mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, em nghe rõ, em nghe rõ. Thank you.
chắc mình nghỉ ngơi một xíu đi anh ơi. Dạ cảm ơn anh. Là gà đồi 126. Gà đồi 126. Gà của anh này mà mang lên là hay quá rồi nhá. Anh có thể anh theo suất này làm từ 6 suất trở lên có thể làm đùi trang như này này. Trứng cánh của phổ trang muối, tức là trang muối. Tôi tính mình biết. Vâng. Bạn đấy thành công cả ba là đặt bao nhiêu thì đặt. Thì vào đấy các bạn bàn và tiền trước thì mình hết tiền sợ nhá.
cái này gì ạ? Đấy là sườn, đây là sườn ạ. Không không. Đây ạ, đây là theo suất đây ạ. Thì có thứ như này, đàn có cái đùi to này ạ cha. Chục xong người đó. Thế thì làm 10 suất cũng được ạ. Một suất bao nhiêu? Một suất 120 ạ. Một suất 120, 10 suất 1.2 triệu. Càng là 120 đó. Thì hình đang 120. Còn không thì làm khoảng 6 suất đó ăn đặt thêm. Vì kêu 6 suất để ăn hết đặt thêm. Ừ. Đúng không? Chứ mình biết món gì. Nếu mà không ăn 10 suất thì ăn 8 suất cũng được. Tại vì nó mà thêm thì sợ hơi là chờ 8 suất thì cũng không ăn. Cái này kêu riêng. Dạ? Cái này kêu riêng. Kêu riêng ạ. Đúng rồi ạ. Cái này kêu riêng. Đúng rồi. Mà lâu không? Tầm bao? 15 phút. 15 phút bộ án là 30 phút đó nha. Hiện tại Tuấn Trinh và mọi người đang đi ăn gà đồi. Đây. Ngay dưới một cái chân cầu 126 Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Bên này nó có cái slogan khá là hay. Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Quán nhậu trên này, bây giờ hiện tại anh em đang phải order dưới này. Ở dưới này khá là đặc biệt, hôm qua ở bên Cao Bằng, nói chung là mấy bữa ở bên Cao Bằng cũng vậy. Ăn đồ ăn trước xong mới có cơm. Bây giờ order xong chưa anh? Order xong chưa? Hả? Còn đây thì là chia ra là đùi, cánh, cổ làm các món. Vậy còn kia nói bụng. Cũng tùy mình ạ, nếu mà thích như thế thì đây là 6 suất là 3 con. Thì làm một con trao, một con luộc, một con trong muối cũng được ạ. Thế một con là như thế luôn. Vâng, bây giờ đi. Làm như thế hả các bạn? Đã xong. Có gọi bia rượu gì không anh? Đây là khuôn viên của quán. Đứng ở đây là ngắm sông nè. Ồ, có cái thuyền kìa. Ngoài cảnh ở quán này cũng khá là đẹp. Idol của chúng ta khi nào cũng ngồi giữa đó ha. Ngồi giữa là trả tiền đó. Chúng ta sẽ thử món gà chao trước. Chưa có rượu anh ơi, đợi xíu. Ông bị bướng kìa, bị bướng lớn là gì đi. Gà chia. Gai giòn. Chi này nó có bơ nữa. Em ơi, bơ. Em ơi. Ngon. Mày sao vẫn béo? Béo quá. Chào mắm muối. Có béo. Chào mắm muối. Chào. Gà rang muối. Đây đi. Chắc rượu đó, chắc rượu chưa? Chắc rượu chưa? Chưa mà ăn cơm. Chà đá. Rượu màu sơn á. Rồi, về ngủ ngon luôn.
Ngon. Một hai ba vô. Rượu gì? Rượu này rượu gì? Rượu mẫu thần, mẫu rượu mẫu sơn, rượu mẫu sơn. Nặng á. Rượu nặng á. Cái này cái độ nó độ nặng hơn. 5 món. Món nào cũng ngon nhưng mà béo quá, quá béo. Quá béo. Tàn cuộc, no và say. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đúng rồi đó. Đó thì phải có. Canh miếng có, xôi có, gà có, nước mắm có, bưởi có, khăn lạnh có, nước khoáng có, lạc rang có, lạc rang một đúng không? Đúng rồi, lạc rang một. 1.330.000. Đây là hậu quả. Hậu quả của cuộc ăn chơi. Hậu quả của cuộc ăn nhậu.